Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc hôm qua cảnh báo nước này phải chuẩn bị ứng phó với thiên tai do mùa mưa lũ năm nay đang vào giai đoạn cao điểm. Cảnh báo được đưa ra sau khi mà nhiều khu vực tại Trung Quốc hứng chịu các đợt mưa lũ lớn. Trung Quốc thường phải hứng chịu các đợt lũ lụt lớn trong mùa hè. Song những đợt mưa kỷ lục xảy ra tại một số khu vực trong năm nay được cho là biểu hiện của việc nước này phải đối mặt với hiện tượng thời tiết bất thường hơn do biến đổi khí hậu. Trên toàn Trung Quốc, trong năm nay có tới 487 con sông vượt mức cảnh báo lũ, trong khi hơn 1,2 triệu người phải sơ tán. Thiệt hại kinh tế trực tiếp đến nay là gần 65 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 9,7 tỷ đô la Mỹ.